Thời gian ngắn vừa qua trên địa bàn quận Tân Bình, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp và cướp giật tài sản nghi là do cùng một băng nhóm thực hiện. Phòng cảnh sát hình sự PC02 công an thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng điều tra, triệt phá băng nhóm cướp gồm các thanh niên, thiếu niên từ 14 đến 17 tuổi, đồng thời bắt giữ đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm cướp giật này do Nguyễn Văn Minh Hoàng, sinh năm 2005, ngụ quận Tân Bình cầm đầu. Hầu hết các đối tượng trong băng cướp này có độ tuổi từ 14 tuổi đến 17 tuổi. Bước đầu, Hoàng và các đồng phạm khai đã gây ra ít nhất 7 vụ cướp giật ở quận Tân Bình. Thủ đoạn của nhóm Hoàng là di chuyển trên nhiều xe máy, tiếp cận những người đi đường sử dụng điện thoại và áp sát cướp giật. Khi nạn nhân chống trả hoặc truy hô, người đi đường đuổi theo thì các đối tượng trong băng nhóm sẽ làm nhiệm vụ cản địa. Ngoài ra, chúng còn khai đã thực hiện một số vụ cướp giật ở các địa bàn khác. Tài sản cướp được là điện thoại, nhóm đem bán cho cửa hàng của Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1988 ở chung cư Bầu Cát 2, đường Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình. Biết là tài sản phạm pháp nhưng Thảo hám lời đã thu mua lại. Công an cũng bắt khẩn cấp với Nguyễn Văn Thao, 35 tuổi, ở phường 10, quận Tân Bình về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.